Và chào mừng đã trở lại với kênh của FPT Gaming. Mình tiếp tục trong Shantae. Ở tập trước thì mình đã tìm được một con Ascendant đầu tiên. Nó tên là cái gì nhỉ? Linh à? Và nó đã cho mình cái khả năng này. Bây giờ mình nghĩ rằng với khả năng này thì mình có thể quay trở lại chỗ ông bác của mình. Mỗi tội ở đâu thì... không nhớ. Cứ một kê, cứ đi tiếp thì nào chả về. Oh, một cánh cửa mới. Ở tập trước thì mình đã đi vào trong một cánh cửa và nó đưa mình đến thẳng cái nơi này, cái nơi nhìn như kiểu thủy cung này. Thì cái cánh cửa này có lẽ nó sẽ đưa mình đến khu rừng rậm hay là gì đấy. Cutscene. Oh, đẹp thế nhỉ. Mà như phải đánh boss ở đây sao ấy? Boss room à? Yep. Fuck. Vậy là ở tập trước con nhà mình dừng clip ở ngay trước cửa của phòng boss luôn mà. Ok, thôi thì đánh chịu. Water Lily Sirens Sun Batting Seal with... tức là sao? Rong biển tắm nắng. Không hiểu. Ow, 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 ow. Ok. Nãy giờ mình có đánh được nó không nhỉ? Giờ đánh, đánh con này đi. Cái gì? À đây. Không phải. Bác quan trên tường nó có mấy cái nút kìa. Đốp. Từ 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 từ. Ao vẫn dính. Hình như mình phải đẩy con này về phía giáp chuẩn luôn. Bây giờ mình cần phải đẩy nó đi xuống dưới phía ánh nắng kia. Và khi đó nó sẽ bắt đầu nở hoa như kia. Mình không biết làm gì cơ mà nhìn tên nhìn nó khá là đẹp. Nhìn nó học kiểu Hot Man ấy. Nếu như bạn nào đã xem kênh của mình lâu năm thì chắc hẳn các bạn cũng biết rằng mình có kiểu phép, kiểu mình có một cái fetish Monster Girl. Dù gì đấy cũng là lý do chính khi mình chơi game này. Ý mình bảo là nhìn vòng hông đôi vai với cả cặp nách của nó kìa. Chịu sao được. Ok, sang kia. Nope. Máu cái. Đây. Vào đấy. Ok, vẫn kịp. Không tới. Mấy cái này nó kiểu đung đan đung đưa, có chịu quá. Xong ở chỗ này, trong game này mình lại kiểu không biết là máu của lợn boss là bao nhiêu. Nó tương đối khoai. Gần giống bên Hollow Knight. Ok. Không biết là mình có thể nốt mình. Cái kỹ năng này thì nó bị xịt ra ở cái là khi mình biến thành cái con kia xong thì mình sẽ không thể nào biến trở lại thành hình người, trừ khi mình chạm một mặt đất nào đấy mà không trở lại thành hình người được, tức là mình sẽ không thể tấn công được. Mình biết là mình có thể lướt thẳng vào người nó để gây sát thương rồi, cùng mỗi tội nó cũng chán thua. Không thua lắm. Nốt. Ok, vậy cũng được, càng tốt. Vào đấy, ok. Ảo vẫn dính. Cây hơi to. Thấy luôn mấy cái cây nhìn như kiểu một cái... Ồ, oh, ok, xong rồi. Chapter clear. Đã xong một tập. Ok, và con boss kia nó kiểu nó cứ thế nó chết thế à? Ý mình là nhìn dưới ngoại hình của nó thì trông nó rất là giống một con Ascendant nào đấy ở tập trước mình đã gặp, mình quên tên nó rồi. Mình khá là sure là do nó biến kiểu biến thành phải không? Hay gì đấy thì tôi kệ, save game chắc là sau này. Chắc là sau đoạn, ngay sau đoạn này. Đây. Bạn làm được rồi, tốt. Ôi trời. Bạn không hề nói đùa về kiểu cái phép thuật new đó. Tôi chưa bao giờ biết rằng tôi có thể biến hình như vậy. Harmony nói rằng nếu như chúng ta phối hợp cùng với nhau, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.
Tôi hy vọng rằng cô ấy vẫn ổn. 3 chấm. Ồ. Hử. Chuyện gì vậy? Cô ấy nói rằng phối hợp với nhau có phải không? Vậy thì nếu như chúng ta kết hợp ma thuật với nhau thì làm sao? Combine our magic? Kết hợp ma thuật của chúng ta á? Nhìn này. Những fusion coin này. Yeah. Bọn chúng được tạo ra từ một thứ được gọi là fusion stone, viên đá dung hợp. Okay. Fusion stone có thể được tìm thấy ở trên ngay trên hòn đảo này. Chỉ với một lượng nhỏ của nó thôi, như là đồng xu kia đấy, đã có thể cho bạn đem lại cho bạn sức mạnh của New. Cơ mà nếu như chúng ta có toàn bộ các fusion stone thì tôi đoán rằng tôi thậm chí có thể đưa cho bạn toàn bộ sức mạnh của tôi. What? Kinh. No, cái gì cơ? Không thể nào. Bạn không thể cứ thế giao ma thuật của mình cho người khác được. Tại sao không? Chỉ là tạm thời thôi mà. Nếu như chúng ta kết hợp ma thuật của chúng ta lại với nhau thì kiểu kết hợp ma thuật của chúng ta lại thành một cái thứ lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Specular Superstar, ok. Siêu sao, á thần đèn gì gì đó, mình không nhớ cái từ Specular kia nó nghĩa gì. Chúng ta sẽ quét sạch mọi lũ quái vật, tìm lại bạn của mình. Và khi đó bạn có thể trả lại sức mạnh cho tôi. Hãy nghĩ về điều đó đi. Hãy tìm các Fusion Stone và gặp tôi ở khu vực Arena Town. Và hãy nhớ rằng nếu như bạn không biết cần phải đi đâu tiếp theo thì hãy thử nói chuyện với tất cả mọi người. Wow, lời khuyên nó hữu ích ra man. Mình cứ tưởng nó sẽ bảo rằng hãy nói chuyện với nó và khi đó nó sẽ dẫn đường cho mình. Nhưng hóa ra không, nó bảo nói chuyện với tất cả mọi người. Khuyên như không ấy. Tôi sẽ đợi bạn ở khu vực backstage. Kiểu backstage là kiểu cái chỗ nhỉ, phía sau. Phía sau của sân khấu, cái tên gọi gì, hậu trường à? Jeff, tôi sẽ đợi bạn ở phía sau hậu trường. À, ở khu vực hậu trường. Cơ mà ok, đây là cánh cửa ở tập trước, mình đã đi vào. Ra ngoài rồi. Ok, ra đi về. Mà cái con boss vừa xong nó kiểu nó cứ tên nó chết rồi à? Thì chắc là do hình dạng của nó hơi giống thôi chứ không phải là con kia biến thành. Ok. Monster card. Save game. Đi vào đây, xin. Monster card. Bạn đã nhận được Selling Bug Monster cả. Cái này là điểm gì ấy nhỉ? Đây. Rocket Travel Map Faster khi mà đổi theo mục tiêu. Ok, mà cái Rocket Travel này vẫn chưa biết nó điểm gì. Mình không biết chuyện gì vừa xảy ra hết cơ mà. Ok, lên trên này xem thử. Cái khu vực trên này hình như trước đây mình chưa từng đi lên bao giờ. Yep. Xin. Bạn nhận được Nuggets. Vẫn chưa biết mấy cục Nuggets này điểm gì. Các bạn ở phía dưới nó có đường. Oh, ok. Cái vũng nước này, có lẽ sau này mình sẽ có một kỹ năng nào đấy nó cho phép mình lặn xuống nước. Còn bây giờ thì không, thế thì thôi. Ow. Không biết là game này nó sẽ có một cách nào đấy nó cho phép mình gọi là đánh đau hơn hoặc là đánh nhanh hơn không nhỉ? Mình khác số sẽ có, chắc chắn phải có. Đảm bảo luôn. Không thể nào không có được. Máu. Ok, có vẻ mình không thể tương tác hay làm bất cứ cái gì với cái máy này. Căn phòng này là cái chỗ nào đây? Chả rõ, mình không biết mình kiểu mình có thể đánh dấu được nó không nhỉ? Có vẻ không. Ok, thế thì có lẽ sau này mình mới phải quay trở lại đây và khi đó làm một cái gì đó ở chỗ này. Còn bây giờ thì không, tuna, xin, cá hồi. Chỗ trên này mình từng lên chưa?
cái lối phở phía trên ấy thì có lẽ nó sẽ thông thẳng đến khu vực mà ở tập trước mới từng đi qua. Thế thì đi xuống dưới. Phía bên dưới vẫn có một vài thứ mình vẫn chưa từng đi, một vài con đường mình vẫn chưa đi qua. Khám phá hết cái chỗ này đã rồi sau này tính sau. Không mở được cửa chỗ này. Ow. Xin. Nhẹ. Cái chỗ này nhìn quen quen. Ok. Nó có một con đường đi xuống phía dưới cơ mà nước không xuống được. Đây có đường đi trên này đây. Oh. Mà khoan đã. Bây giờ đi lên sau ấy thì mình không đi xuống được. Cái game này thì nó sẽ ra ở một cái khoản là thông thường ở những game kiểu như thế này thì nó sẽ có những mặt phẳng nó cho phép mình gọi là nhảy xuyên qua nó ấy. Và khi mình đứng trên mấy mặt phẳng đấy thì khi mình gọi là vừa giữ nó xuống và bấm nút nhảy thì nó có thể đi xuyên xuống phía dưới mấy mặt phẳng kiểu đó. Cơ mà game này thì nó lại không có cái cơ chế đấy. Thì lập trình ra cái đấy nó kiểu khó khăn lắm đâu, mình cũng làm được. Cơ mà ok đi từ đầu. Tốn thời gian lắm cơ. Cũng may chỗ đấy nó cũng không quá xa. Ok. Nhẹ. Nhẹ. Đi vào đây. Đây là cái chỗ nào đấy không nhớ. Ow. Chết đi hộ ao chết đi khiếp. Đi sang bên này có một đường lên và một đường xuống. Khu vực này thì đống cát kia monster ca đồ thể nhện. Những cái thể nhện vừa xong đó, thể nhện cuối cùng mình cần hay sao ấy? Có phải không nhỉ? Yep, chuẩn luôn, 3/3. Zig up one with the bracelet abandon us the new, tức là sao? New Glam cộng. Cái thẻ này khi mình lắp vào thì nó sẽ có tác dụng gì đó với cái khả năng bám tường của mình. Hamburger, à nhầm, sandwich. À ok ok, nó cho phép mình di chuyển trên tường nhanh hơn. Khá ổn, khá ngon. Cái chỗ này là chỗ ở tập trước mình đang ngã xuống này. Yep, ở tập trước mình ngã xuống từ chỗ này. Ok, thì bây giờ bắt đầu đi từ phía bên kia. Ow. Vẫn kịp đánh mình cái nữa. Hết khổ. Nãy giờ lo mọ ở chỗ này kiểu hơi mất thời gian. Mong mọi người thông cảm. Monster Cardo. Và nhận được Salmon là cái gì? Đây. Cá. Hồi máu. Và nó cho mình cả thẻ slam nữa. Thẻ slam... đâu nhỉ? Mình khá xua ấy là... nó... à đây đây. Không phải thẻ mấy con slam kia mà thẻ của con này. The Super Bowl Travel Map Faster Than Before. Khi mà lắp cái này vào ấy, thì cái kỹ năng Super Bowl nó sẽ bay nhanh hơn. Cái này thì tăng đam của Super Bowl. Cái này thì bay nhanh hơn, ok? Đi qua mất rồi sao ấy? Yep. Lo mọi kiểu này chắc nãy giờ nhiều người tắt clip lắm ấy. Đảm bảo luôn. Xong thêm cái giọng kiểu ngọng nữa.
Thông thường giọng mình thì nói theo nhỉ, trước đây mình khá xui là những người nào đã từng xem clip của mình trước đây rồi, rất là lâu trước đây, tầm khoảng 2-3 năm trước ấy, thì biết được rằng giọng của mình không phải lúc nào nó cũng như này. Bây giờ giọng của mình nó bị như này là do mình đang đeo đính răng. Khổ lắm. Để chỗ nào đây? Ok, đã quay trở lại chỗ cũ. Đi lên trên này trước, trên này có nơi. Ow. Cá hồi. Tuna là cá hồi hay là cá người nhỉ? Không nhớ lắm. Trên này có đường đi. Lát đi sau. Cái chỗ này trông quen quen. Kiểu khá là quen ý. Ok, có vẻ mình đã từng đi đến đây rồi. Thì thôi, lại quay lên. À khoan, chỗ này có đường nữa. Nước không xuống được. Bên này cũng không sang được. Kiếp sao biệt đường nào cũng không đi được thế này. Khổ quá cơ. Load map. Oh, ok, cái con đường này thì nó sẽ dẫn mình quay trở lại thẳng đây, cái khu vực chỗ này. Mà ở phía bên dưới đó thì nó vẫn còn một vài khu vực nữa mình vẫn chưa từng khám phá trước đây. Không biết bây giờ lại nên quay xuống dưới đó hay là... Thôi kệ đi. Đằng nào cũng có chỗ kiểu teleport ở nhà mà. À có nhiệm vụ này. Một người phụ nữ lạ lùng, kiểu lạ thường vừa mới xuất hiện ở thành phố này, ở thị trấn này. Cô ấy có một cặp kính rất là lớn. Bạn không thể bỏ lỡ cô ấy đâu. Bạn nên nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Ok, một người phụ nữ có cặp kính lớn. Lát tính sau, hậu trường phải đây không nhở nhắc. Bạn đã quay trở lại. Bạn có tìm thấy bất cứ một viên Fusion Stone nào không? Với nó chúng ta có thể kết hợp ma thuật của chúng ta lại với nhau và cứu Harmony cùng với mọi người khác. Ok, cái nhiệm vụ của con này, nhiệm vụ đi tìm mấy viên Fusion Stone ấy, thì có vẻ đây là nhiệm vụ phụ, không phải nhiệm vụ chính. Cầm ok, cái con NPC khi ở đâu, xem game cái. Ra xem thằng này tí. Đừng nói với bất cứ ai điều này. Cơ mà tôi đã bán toàn bộ các cá tôi sưu tầm cho một anh chàng ở thị trấn Amor. Tất cả chỉ trừ một cá duy nhất, một cá hiếm nhất. Tôi sẽ đổi nó cho bạn với kiếm... Oh, ok. Vậy ra cái đống nugget mình tìm được thì đó sử dụng để đổi cá, lấy cá của thằng này. Hãy đem cho tôi 5 viên nugget và nó sẽ là của bạn. Có đủ 5 nugget không? Không rõ lắm. Không đủ. Có 3 viên thôi. Ok. Trong chỗ này vẫn chưa biết điểm gì. Con kia thì nó vẫn đang nghỉ xả hơi ở đây. Nháp. Ngáp. Kiếp nó mặc một bộ bikini kìa. Nhìn trông khá là... Thực sự khá là hot. Cô muốn gì? Nhìn cô kìa. Cứ nằm ướn ra đó thôi. Nó gọi là kỳ nghỉ. Và thế luôn cái giọng vừa xong của con này nghe nó kiểu nó ngoan nữa. Nghe sạch Sitama lên, có khả năng mình sẽ cần phải gắn tang 16 cộng vào cái tập này. Cô không giúp được cái gì hết. Bolo đâu rồi? Đi rồi. Đi tìm căn phòng của riêng anh ta, của riêng anh ta. Cái con chim ở đây tức là Bolo, đó là tên của cái thằng trước đây vác đồ cùng mình, không phải tên con chim. Đã hiểu. À đây. Xin chào quý cô trẻ tuổi. Hãy cho phép tôi giới thiệu bản thân. Tôi là một nhà thám hiểm đáy biển. Nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu về lịch sử của hòn đảo này với đội của tôi.
Our vessel. Thuyền kiểu cái từ vessel này nó không phải vỏ bọc, nó là cái kiểu thuyền à. Thuyền của chúng tôi, the metal fish, con cá kim loại. Ear deep sea submarine, mình không biết cái tên này nghĩa gì ấy. Nó đậu ở một cảng ở phía đông của hòn đảo. Tôi đang muốn biết về nguồn gốc, bí ẩn về nguồn gốc của Sunken City. Ai đã xây dựng đến nó và tại sao? Thứ gì đã khiến cho nó chìm xuống đáy biển? Và quan trọng hơn nữa là nó còn lưu giữ lại bất cứ dạng sống nào không? Để có thể tiếp tục nghiên cứu của tôi thì tôi sẽ cần phải có hai dạng sống. Cái từ Arthropod kia mình không hiểu cái từ đấy là gì hết. Một cái có thể được tìm thấy ở khu vực west side phía tây của hòn đảo. Một cái còn lại thì ở east side phía đông. Ok. Vậy là nhiệm vụ của mình bây giờ ấy, thì bên cạnh việc tìm fusion coil cho con này thì mình sẽ cần phải đi tìm hai dạng sống gì đó cho bà kia nữa. Có khi nào tin đồn xung quanh thị trấn này là sự thật? Na, chỉ là những lời nói ngốc nghếch mà thôi. Ông này vẫn không giúp được cái gì hết. Ok, thế thì bây giờ khoan, trước khi đi tiếp thì mình sẽ muốn quay trở lại cái chỗ ở phía bên dưới. Vẫn còn một vài con đường khác mình vẫn chưa từng đi qua và mình vơi nó lắp. Nói từ từ lại, không ai nói chuyện với mình hết. Ok, uống nước. Bản đồ đây, ở trên có đường, ở dưới cũng có đường, phía bên kia nó cũng có thêm đường nữa, rất là nhiều đường luôn. Mình nghĩ mình sẽ đi bên dưới trước. Nhện này. Mấy con slime này thì nó kiểu trâu dã man ý, trâu như boss ý. Đánh 5 cái mới chết được. Ow. Chỗ trên này hiện tại không đi được. Nugget. Cần thêm một cục nữa để đổi lấy một cái thẻ gì đó ở chỗ thằng kia. Cái chỗ này thì cũng không xuống được thì thôi. Đây. Cá hồi. Arotuna không phải cá hồi mà là kiểu cá ngừ. Hình như thế. Thực sự không nhớ rõ lắm. Cơ mà cũng không đi được cái chỗ này. Chỗ dưới cũng không đi được, nó có nước. Ow. Chết đi. Cái kỹ năng lướt này của mình thì nó được cái là trong khi lướt thì mình sẽ hoàn toàn trở nên bị nhiễm sát thương. Kể cả khi lúc đó mình lướt qua kẻ địch hoặc lướt qua tận đòn tấn công của bọn nó khá là hay. Tương đối tiện lợi. Load map. Và mình quay trở lại cái khu vực này. Ok, lấy cục này cái. Bà đã nhận được bạch tuộc trái tim. Mình có mấy con rồi nhỉ? 4 con. Lát nữa thử về ếch nữa. Ếch sẽ phun độc kiểu này. Ow. Khá là may là đòn tấn công của nó trông vậy chứ không phải độc. Ăn đòn nhà cũng không bị chịu máu dần. Cơ mà vì một lý do nào đấy khi nó chết thì nó bị bốc cháy somehow. Ow, úi giời, con này nữa.
Ở tập trước thì đã có một bạn hướng dẫn cho mình cách để đối phó mấy đứa nó kiểu biết đỡ đòn kiểu này mà khoan. Máu cái, nãy giờ không để ý máu, sợ quá cực. Đánh một cái phía trên rồi đánh một cái phía dưới nó nope, đánh. Đánh một cái phía trên rồi đánh một cái phía dưới, một cái trên nốp nope, chả điểm gì hết. Quẩy đỡ đòn hết. Ao vẫn dính. Một máu dưới một phát. Đau gớm. Ok. Khổ lắm cơ. Vào hang. Cái chỗ này thì nó có gai, mình không nghĩ là mình nên chạm vào nó. Thế thì thôi. Diều sinh rồi. Bắc. Ngáy. Buồn ngủ quá. Làm ơn đừng đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn chưa cảm thấy đủ sảng khoái. Ok, sau này quay trở lại sau cái gì đây? Bạn đã nhận được Lumpy cái gì đó. Mình chẳng biết đây là gì hết. Không biết đó có phải chính là cái thứ mà bà kia muốn mình đi tìm không ấy nhở? Bà quan ở dưới này nó có gì này? Vào đây à? Đây à? Đây, lấp đánh này. Đó. Giấu sao được. Ow. Ok, vậy là xong việc chỗ này rồi. Quay trở về. Bây giờ thì mình sẽ đi qua chỗ kia để mình xem thử xem đó có phải là cái thứ mà bà ấy muốn mình đi tìm không. Không biết đi đường này nhanh hơn hay đi cái đường teleport nó nhanh hơn nhỉ? Chỗ này không đi được. Vẫn chưa đi được. Cái này thì vẫn không có năng lượng. Cái game này thì nó bị si ra ở một cái điểm là mỗi khi mình lốt map ra và kiểu nói chung mình cứ làm bất cứ một cách nào đấy khiến cho cái map đấy nó lốt lại, thì khi đó toàn bộ đám quái vật bọn nó cũng sẽ hồi sinh hết, ngoại trừ những con kiểu boss hoặc là boss phụ. Cái đấy nó khá là xịn đa, thế tương đối phiền. Trong này phải không nhỉ? Yep. Cái gì cơ? Liệu tôi có thể có cả hai bọn chúng không? Hình như mình vừa mới tìm đủ cả hai cái mảnh bà ấy cần được. Một cái. Ok. Ôi trời, cô mới chỉ có được một cái thôi. Làm ơn hãy quay trở lại đây khi mà cô đã có được hai cái. Vậy là cái thứ vừa sau ấy, đó chính là cái thứ mà bài này đang cần. Đi tìm thêm cái nữa. À quên. Bốn con bạch tuộc rồi, thử vào xem có tăng được máu không. Ok, cần 4 cái. Bạn đã nhận được Heart Holder. Với cái này thì lượng máu tối đa của bạn đã tăng thêm 1. 4 máu, khá là ngon. Ok, giờ đi tiếp. Theo lời của bà kia thì một cái nằm ở phía đông, một cái nằm ở phía tây. Phía đông bên kia thì phía tây chắc chắn sẽ là cái chỗ này. Cái chỗ trước đây mới từng đi đến, đi vào. Đi đến từ chỗ đấy. Mình không biết phải miêu tả cái hướng này nó kiểu như nào. Bên dưới hay ở trên nhỉ? Cái chỗ ở phía bên dưới thì mình đâu rồi? Đây. Kìa. Phía bên dưới ở phía bên này thì nó có một cái chỗ nào đấy mình vẫn chưa từng đi trước đây. Cơ mà mình sẽ muốn đi sang bên này trước đã. Chỗ bên dưới sau này tính sau. Gai, ao, cá hồi, hay là cá ngừ gì đó, cũng không có năng lượng. Kiếp, thả bom cửa kia nữa. Hamburger, sandwich, cái bánh vừa xong mình nhặt được thì nhìn kiểu gì nó cũng là bánh hamburger cơ mà. Oh. Bạn đã nhận được một cái Monster Card mới, thẻ gì đấy. Slam with Monster Card, hình như đấy là thẻ hồi đó mình nhận được rồi.
Và thẻ của con này nữa. Eager Boom Man. Đây. Eager Man Boomer. Giờ boomerang đa mau đa sẽ ok, cái kỹ năng ném boomerang nó sẽ gây nhiều sát thương hơn trước đây. Mình thì mình không có boomerang. Oh, thằng gì nhỉ? Lobo à? Bolo. Bolo, bạn đang làm gì ở đây thế? Gì? Bạn quên rồi sao? Quên gì cơ? Bạn và Sky có một căn phòng với bể bơi. Sky là tên của con kia, cái đứa con gái kia. Còn tôi và bác thì chúng tôi có nơi này. Nơi này trông hay mà. Nó bốc mùi. Bạn biết có thứ gì ở trong hồ bơi của bạn không? Những cô gái. Và bạn biết có thứ gì ở trong hồ bơi ở đây không? Cô gái. Gái. Flugworm. Một loại sâu gì đó. Và thậm chí nó còn đang. Và thậm chí nó còn không phải là một hồ bơi. Nó chỉ là một vũng nước đặc và bốc mùi giống như bùn vậy. I went for deep and when I got out. Khi mà tôi bước vào, khi tôi ngâm mình ở dưới đó và khi tôi bước ra thì có một thứ gì đó nuốt lấy chân của tôi. Tôi quẳng nó vào trong thùng rác kia rồi. Thùng rác. Đã nhận được cái gì đấy? Có vẻ đây chính là cái thứ mà bà kia đang tìm. Có vẻ thế. Ok vậy à, chắc xong việc rồi, quay về. Cái bom này, thì nó rơi vào đầu kẻ địch, nó kiểu nó không gây sát thương, nó... Mình không thích cái vụ đấy lắm. Vừa có cái gì bay lên sao ấy? À không phải, ok. Con cá kia thôi, không có gì hot. Con cá, một con cá màu hồng do một con cá vàng nó ném ra. Ow. Mình nhìn thấy cái thẻ của lũ kia trước đây mình từng có chưa nhỉ? Đây. Khi mình nắp thẻ này vào thì thức ăn nó hồi nhiều máu hơn. Cơ mà mình cần thêm 8 thẻ nữa. Thế thì ok, đi xuống dưới này xem thử cái. Ở chỗ này trước đây nó có một khu vực mình chưa từng đi vào được. Mình thì mình không nhớ cái chỗ đấy trông nó như thế nào cơ mà. Hy vọng với kỹ năng mới này mình có thể đi vào được. À, qua cái hàng này. Đấy, biết ngay này. Xin. Bạch tuộc trái tim. Trước đây không để ý cái hàng này. Ow. Xếp game. Ow, kiếp. Không để ý còn ở chỗ này. Cái hầm trú ẩn gì đây? Mình không có bất cứ cách nào để có thể mở được nó. Thế mà cái con kia nó mở easy thế? Một chút pháo cái mở luôn được. Không phải pháo mà là thuốc nổ. Cái con gì nhỉ? Risky Boot à? Đây. Nhiều rắn quá. Ow. Thẻ rắn. Ok, chỗ này nó thêm một con bạch tuộc nữa cơ mà mình không lấy được vào lúc này. Thế nào? Đốp mình. Không tới. Ok, có vẻ mình không thể đi lên trên này được. Thế thì thôi, quay về. Hơi mất thời gian. Ow. Mình thắc mắc là cái chỗ này nó kiểu một khu du lịch mà sao nằm quá vật thế nhỉ? Nhớ ra bạn ý. Đi đâu cũng thấy.
thằng này mình vào chưa nhỉ? Hình như vào rồi. Yep. Đầu óc. Ok, xong việc, đi lên. Đây. Có. Cảm ơn. Ôi trời, như thế này thật không thể tin được. Làm thế nào mà kiểu hai sinh vật này lại được phát hiện ở hai hệ sinh thái khác nhau vậy? Hay gì đó mình cũng không rõ lắm, mình không biết cái từ đó là gì hết. Bọn chúng có quá nhiều thứ giống nhau. Tôi cho rằng kiểu điều nó kiểu điều này cho rằng chính hòn đảo này đã từng phải trải qua một quá khứ vô cùng khốc liệt. Có lẽ là do hoạt động của núi lửa khiến cho thành phố đã chìm xuống dưới lòng đại dương. Và kết quả là hòn đảo này đã xuất hiện những viên đá vô cùng kỳ lạ. Quick a black skyward from deep within the belly of the earth. Viên đá giữa bên này chẳng hạn. Oh. Ok, bạn này cho mình một viên Fusion Stone. Bạn có thể giữ lấy nó. Cảm ơn vì đã giúp tôi trong vụ nghiên cứu này. Và làm ơn thi thoảng hãy ghé qua tôi ở Metal Fist. Nói thật kiểu mình phải nói thế đấy là hồi đầu mình làm nhiệm vụ cho bài này, mình không nghĩ là mình sẽ nhận được cái đấy đâu. Game bẻ lái kinh dã man. Nào ok, mấy cái này thì mấy cục Fireball, Homing Rocket với cả Super Ball thì đều có thể mua ở trong chỗ này. Sinky Scream. Cái này nó sẽ tăng tốc độ đánh của tóc này. Cái shampoo này thì tăng dam này. Ơ chắc này là gì? Khi mình dùng cái này thì mình sẽ tự động hút item. Hút gem và hớt và hot ở xung quanh. Bubble này thì bảo vệ mình, tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ này. Cái Super Bowl này gì gì đấy, Homing Rocket. Khá là hay. Tranh thủ mua hết luôn. Triple Bowl nữa. Có thể nâng cấp được à? Super Survival. Đàn nào đang giàu. Nhầm, bấm nhầm, mua tiếp. Ok, giờ sử dụng mấy cái kiểu gì? Đây, Spyball này, Fireball, Homing Rocket, Shampoo và cái này nữa. Để xem nào. Option này, Controller này, Dance, bấm phím Y để nhảy. Y đấy thì mình vẫn chưa biết nó nhảy điểm gì. Storm bằng cách bấm phím LT. LT, Cycle Left, Cycle Right, Storm. Đây, hai nút này thì mình có thể thay đổi các những thứ mình đã mua ở trên kia cơ mà. À đây, phím B. Bấm phím B trên tay cầm của mình để có thể sử dụng. Hiện tại mình đang sử dụng tay cầm Xbox 360 trước đây mình đã từng bảo rồi. Và bấm thêm lần nữa để tắt đi. Khá hay đi. Này đây đã. Đó có phải chính là một Fusion Stone không? Đó chính xác là thứ mà chúng ta đang cần. Bạn đã sẵn sàng để có thể kết hợp ma thuật của chúng ta lại chưa? Có. Đưa Fusion Stone. Ok. Bạn đã nhận được Sears Dance, điệu nhảy tiên tri. Thật không thể tin được. Tôi cảm thấy rất là muốn nhảy. Sức mạnh của chúng ta bây giờ đều đang kiểu đã được kết hợp lại với nhau. Ok, hồi đầu mình cứ tưởng kiểu mình nghe nó bảo là Combine Magic thì mình cứ hy vọng rằng nó sẽ làm gì đấy giống kiểu tương tự như là cái việc chuyển mana ở bên Fate Grand Order hoặc là Fate... Cái gì nhỉ? Fate Stay Night cơ mà. Ok, vậy cũng được. Kỹ năng Sears Dance có thể
cho bạn, cho phép bạn thấy những thứ mà thông thường nó sẽ vô hình trước cả mặt, trước những con mắt thông thường. Nó gọi là mình, nói chung kỹ năng siêu đen đấy thì nó sẽ giúp mình thấy được những thứ mà thông thường mình không thể lấy được. Bạn có thể nhảy cho tới khi một icon xuất hiện và khi đó bạn có thể bấm phím kia trên tay cầm để active ma thuật, kích hoạt ma thuật. Sao không thử ngay trong căn phòng này nhỉ? Ok, tại sao không? Đây. Ôi, nhìn đẹp hết. Xem lại được kia vừa xong nữa. Ok, cái con vừa xong mình không biết nó là gì cơ mà nhìn nó khá là đẹp. Có lẽ sau tập này thì mình sẽ cần phải mò, kiểu mò một chút ở trong file game này, của game này, ở trong file folder của game này để lấy ảnh kia. Tôi chắc chắn rằng kỹ năng siết đen này sẽ giúp bạn rất là nhiều ở trong nhiệm vụ của bạn. Hãy nhớ rằng cầm này sử dụng nó ở tất cả mọi nơi. Ok. Và công nhận đánh nhanh hơn thật đấy. Đánh khá là nhanh. Thêm một nhiệm vụ mới, cơ mà thôi kệ nó, kệ rắc nó, sau này tính sau. Bây giờ vào đây, save game. Và ok, thôi thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Cái tập này mình hình như hơi dài rồi, chắc cũng tầm được khoảng tầm 40 phút rồi, có lẽ là thế. Đây là tập 3 hay tập 4 ấy, của Shantae and the Seven Sirens. Mình hy vọng mọi người sẽ thích tập này. Nếu thích thì bấm like, share và subscribe. Mình rất cảm kích về việc đó và hẹn gặp lại xem các tập lần sau.